Hello, xin chào mọi nhà. Hôm nay chúng ta cũng vừa đến với lại game Bình Phong 2 của Gosu. Đây là mình đây. Mình đang làm nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu vào game. Thì không thể chậm trễ, lập tức lên đường. Đây là ai đầu tiên. Game có đồ họa rất đẹp. Yêu cầu máy cấu hình cao có thể chơi được. Đây như là đống rác. Rác đang cầm dao rất to. Quân đẹp tỏ đen, rất nhiều chiến mã cùng giáp. Đây, đây là đường quân bên ra cạnh quân mình là quân bên thứ ba, Trương Phi, Trương Phi Quan Vũ và Lưu Bị, ba anh em Lưu Quán Trương trong đây. Mình đang cầm Lưu Bị là sử dụng hai kiếm, tăng kiếm rất nhanh, di chuyển nhanh. Đây là trận tin đầu tiên của Lưu Bị. Trương Phi và Trương Phi và Quan Vũ đang yểm trợ phía sau. Chỉnh đốn quân mã, toàn quân đột kích. Toàn quân đột kích. Ai rút lui sẽ xử theo quân pháp. Đây là trận này là Lưu Bị, ba anh em Lưu Quan Trương vẫn đang theo Tào Tháo, gấp chút sức mộ. Đánh theo Tào Tháo khi chưa tách quân. Vậy thì tốt quá. Các bạn nhìn đồ họa rất đẹp, tướng quân áo bào rồi giáp rất đẹp, kim ra cũng rất đẹp luôn. Các bạn nhìn ra kim của Lưu Bị đấy, kim quá xinh đẹp luôn. Đây là cái kim bá đạo nhất của Lưu Bị. Một kiếm vung lên sao trời cũng tắt. Một kiếm vung lên sao trời cũng tắt, dã man luôn. Cổng thành khúc dương mở lớn mà không thấy binh lính nào, e là trúng kế của địch. Phản quân đó chắc chắn là sợ dở mật rồi, sợ hãi thuộc đè không dám ứng chiến. Toàn quân đột kích. Tướng quân cẩn thận, trong thành sợ là có bài phục. Ngươi là kẻ nào? Bóng chân trong ngàn dân hỏi đế vậy, sao làm nên chuyện được? Vì trí trận giảm địa công ở sân động bên trái, hãy cẩn thận. Vì đệ ta có chuẩn có mưu, nhất định không để xảy ra sơ suất. Tướng quân xin hãy yên tâm, cứ giao cho Quan Vũ là được. Mình cầm Quan Vũ à? Mình lại cầm Quan Vũ à? Quan Vũ cầm Thanh Long của Nguyệt Đao, rất bá đạo luôn. Cầm đao này thì di chuyển nó sẽ không linh hoạt, nhưng mà kim ra thì rất là kinh khủng. Đến được boss à? Thiên địa tứ cực thần quỷ thiên phố, quảng quệ sở cầu. Bất thương bảo à? Bất thương bảo chứ không phải thương giác. Ok, bọn nào thì cũng chơi luôn. Còn không máu bị xuống. Người có biết người đối diện là ai hay không? Kẻ kêu danh kia. Còn người tương của Quan Vũ. Nào biết nòng chứng đắng mũi lạnh. Tướng quân võ nghệ bất phàm, hà tất phải làm tay sai cho triều đình, chi bằng gia nhập vào hoàng cân ta. Hỗn sự, các ngươi tàn hại ba tánh, dám nói lời mê hoặc dân chúng ở đây à? Xem đi. Lại phá được hai trận của ta, hãy theo ta rút lui về đỉnh núi,
chiếm lấy Khúc Dương, quét sạch loạn quân trong thành, chiếm lại thành Khúc Dương. Sống lên! Rút! Rút máu! Lên đỉnh núi, tập hợp cùng tiến công tướng quân. Trung can nghĩa đảm, nghĩa báo dân thiên. Ok, đã qua ải Phạm Thế Dân, chưa mộ hào kiệt sắp thiên hạ. Đại ca, trận chiến ở Khúc Dương của chúng ta vang danh khắp chốn, anh hùng hào kiệt ở khắp nơi nghe danh nên đến tiếp kiến. Đây là một cơ hội tốt đó, đại ca có thể gửi thiệp chiêu mộ khắp nơi để chiêu mộ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Ok, mình đã có phần chiêu mộ, bây giờ mình sẽ vào chiêu mộ X10, chiêu mộ 10 lần, xem gặp được tướng nào nha. Đây cũng là Gia Cát Lượng. Chiêu mộ 10 lần, 10 gì tinh tú. Ta là Quỷ Ngu, Tứ Tử Diễm. Cầu nông, cũng vậy. Kết quả 10 hay 15 mình. Ok, chúng ta nhận được hứa du tư chất 14 và chơi cung. Nhưng mà thấy anh Càng này cầm kiếm. Võ Thánh, có gì phải sợ. Tiếp theo là tướng là Tử Hoàng, Tử Hoàng tư chất 14 và chơi dìu. Ok, được qua 2 tướng thôi. Đã nhận. Ok, chương 1 vạn phản quân. Tiếp tục. Ta thấy tao mà mang này cũng coi như là con mắt đấy. Ba huynh đệ ta phải làm được gì đó mới không phụ ơn tri ngộ của Mạnh Đức. Mạnh Đức là tên khác của Tào Tháo. Để cho Đổng Trác biết được sự lợi hại của chúng ta. Đại ca, bọn đệ nghe thưa huynh. Thời cơ chiến đấu không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đến tế đàn thi công. Ok, diệt quả tận gốc. Chẳng đi đâu đây. Chương thức, bản quân đã suy yếu toàn bộ giúp về trấn tế đàn thi công. Đến nay, giết luôn. Quà nhận được khi vượt ái đây. Mảnh ghép của tướng và 20 vàng. Công. Loạn quân dưới núi đã bị tiêu diệt. Trường Giác đã là kẻ cùng đường. Phép thuật của Trường Giác quỷ quỷ khó đoán, tuyệt đối không thể khinh địch. Hình như sắp chuyển trời rồi. Nói không chừng lại là Trường Giác giở trò. Ok, tiến lên anh em. Trời từ đang nắng chuyển sang mưa rồi. Trường Giác là quân tài chất vật. Trường Giác, đại thế cùng của người đã mất, còn không bao giờ tay chịu trói. Đám tiếp triêu các ngươi, sao dám nghịch thiên hành sự, làm hỗn thiên cơ của ta, thật là đáng hận. Sấm sét của thiên lấy ta làm vật dẫn. Trường Giác, đấy đến Trường Giác đã mang được tin bá đạo. Trời sần đã chết, trời giang phải lập vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình. Đánh đoàn, biết ngay rồi. Triều cương bại hoại, dân luôn suy tàn. Bất tính lấy gì để sống? Sấm sét của thiên lấy ta làm vật dẫn. Nỗi tâm quyết đắc thu độ vô cùng. Các ngươi ắt sẽ bị thiên đạo bỏ rơi. Trời đất bất nhân, coi giang nhân như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, coi bất tính như chó rơm. Ngửa lông tại thiên, lông tại thiên, thay đổi trời xanh. Trương Phi đến trợ giúp Quan Vũ, hay quá. Ta cho các ngươi thấy thực lực thật sự của bổn thiên sư. Trời ơi!
đã hết thuốc chữa. Các ngươi lòng đường quay đầu vẫn chưa muộn. Quy luật vận hành và phát triển của số lượng tổng cộng có 50 thì chỉ có thể diễn ra 49. Quy luật bị ẩn mất đó chính là thiên cơ. Chiến đạo di mu, dạng dân tinh thủ, người sao có thể thắng được ta? Ta là hoàng chi, bất tử bất diệt. Dương Giác, ngươi đã không còn sức về trời nữa rồi, từ bỏ đi. Tên vô tri, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh vĩ đại của thời gian. Ủa, tượng quân không hay rồi, tượng đá sắp được kích hoạt, mau phá hủy nó. Tượng đá hủy tượng đá. Quá tượng. Trợ giúp nhà Hán Chấn Hương Sơn Hà. Ok, đã xong. Qua ai? Ơi. Ok, qua ai nhận xóm. Được Trương Quy đây. Hay gì đó. Chương 2, trận chiến hổ lao. Ok. Đội à, trời. Trương Phi. Ừ. Kích hoạt Trương Phi. Trương Phi sử dụng trượng bát xà mâu. Đấy. Đây là bát xà mâu. Đây là vũ khí của Trương Phi này. Bạn nhìn này. Đấy, rực nửa rất là đẹp luôn. Kích hoạt ra nha. Đấy. Kích hoạt hủy thiên diệt địa. Trượng bát xà mâu. Thần binh của Trương Phi. Bài trận này. Trong chiến đấu, tướng chính nếu muốn điều chỉnh chiến lược bài trận, có thể kéo tướng để thay đổi vị trí thứ tự chiến đấu trong giao diện bài trận. À, thử xem nào. Đấy, sẽ Trương Phi đầu tiên. Sau đấy mới Mưu bị và đây tướng phụ sẽ là hai tướng này mình chưa rõ tên lắm. Ok, được chiến năng là tổng đội quân của mình đang là 24.481. Coi là tăng cấp nha. Nghi Phương đầu tiên là Lưu Bị, Nghi Phương, Trương Phi và Từ Hoàng. Ok, Từ Hoàng chưa kích hoạt. Từ thần binh của Từ Hoàng mình sẽ tự động kích hoạt thôi. Ok, thần binh chính là Quán Thạch Phủ, phủ ở trong tiếng ở Trung Quốc, còn ở mình gọi là Diêu ấy, Tào Lục Hợp. Nó có thể nâng cấp cho tướng hay không? Diệt trừ gián thần, đỉnh gián sơn. Nâng cấp nhanh nhỉ. Đột phá. Khoác áo giáp vào. Đi là người sẽ hối hận vì đã chọc giận ta. Cấp đột phá. Nâng cấp đi. Trường thương đâm thẳng, uy chấn, diệt trừ gián thần, đỉnh gián sơn. Trường thương đâm thẳng, người sẽ hối hận, vì đã trường thương đâm thẳng, uy chấn tứ phương. Diệt trừ gián, khoác áo giáp, người sẽ hối hận, khoác áo giáp vào, đi lập công danh. Sẽ hối hận vì đã chọc giận ta. Trường thương đâm thẳng, từ quy chấn tứ phương. Đột phá. Ok, đột phá tiếp.
đột phá tiếp. Ok, đội hình của mình đã ok rồi. Lực chiến là 26.054. Dân thường